hiểu đúng không? Thế tìm hiểu nhá. Thế tìm hiểu Hà Tràm nhá. Nhà 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 chị cũng ở Yên Minh à? Chị nhà chị ở Mèo Vàng này. À. Con gái đi học ở đấy nhá. À thế à? Thế thế là học xong 10 hay là Hà Tràm định đi học gì đấy? Dạ. Hả? Dạ. Đây là dứa này. Dứa bao tiền em? Hả? 2.000 này. Anh hỏi mua anh chụp ảnh vậy. Em nhưng mà chụp tấm ảnh được không? Nhưng mà mua mà. Nhưng mà con ruồi. Có hẳn cái hộp nào không? Hộp gì? Hộp việc ở đấy à? Anh chụp tấm ảnh được không? Trứng bơ. Hả? Đâu? Chưa. Trứng bao tiền một quả? 15.000. À. Thế thì lấy cho anh mấy 20 quả nhá. Là 20.000 nhá. Ok. Nhận 20.000. Lấy túi to. Tại vì đây là con gái của chị ạ à, hay là cháu? À. Con gái có chồng chưa? À, bạn ấy có chồng chưa? Dạ. Dạ. Học đâu em? Đấy. Ô thế à? Em cũng ở Yên Minh mà. Đây ạ. À, đây anh gửi. 20.000 thôi. 20.000 thôi. Nhưng mà có chọn cái nào mà ăn được không ấy? Sợ lại. Sợ về rồi chỉ. Em học truyền đội chú à? Em học truyền đội chú à? Thế hôm nào về Yên Minh? Dạ ngày mai. Dạ. Thế hôm nào anh mời ra uống nước nhé. Anh ở Yên Minh mà. Có thể cho anh xin nick Facebook được không? Hà Trang. Hả? Hà Trang. Có thể cho anh chụp tấm ảnh được không? Cười nhá. Em. Ơ, giả tiền, giả tiền. Đây. Có một lần tiền giả. Anh gửi tiền này. Anh nhắn tin nhớ trả lời nhá. Để hôm nào anh hẹn dưới kia nhá. Ăn được không chị ơi? Là ok ra thì nó là ok. Yên Minh anh đúng thật là. À, thì mình ở gần đấy mà. Nhưng mà con gái của chị xinh quá. Em này. Đây chưa có. Nhưng mà bạn ấy cần tiêu chuẩn như thế nào chứ? Thế tìm hiểu nhá. Thế tìm hiểu Hà Tràm nhá. Nhà chị cũng ở Yên Minh à? Chị ở Mèo Vàng này. À. Con gái đi học ở đấy nhá. À thế à? Thế thế là học xong 10 hay là Hà Tràm định đi học gì đấy? Dạ. Hả? Dạ. Đến nghỉ đến hôm thứ tư mà. Con gái xinh này đi bán hàng thì đảm bảo là full luôn. Không được. Nhưng mà dứa này là nhập từ đâu về đấy chị? Nhập từ Lào Cai. Cái này chắc là nhập về hơi lâu rồi. Sao mà nó bị gần như là. Cái này nó như kiểu là mì gọt
Thế chị có sợ con gái bị kéo không? Hôm nay trợ tình mà. Hà Trang có sợ bị kéo không? Không á. Người Mông là có phong tục kéo vợ đấy. Thế thì em kéo nhá. Thế thì anh kéo Hà Trang về làm vợ nhá. Anh chưa có vợ đâu. Em học ở trường nội trú à? Nhớ trả lời anh ngày mai ngày kia mà xuống. Ồ, nhưng mà chưa chồng như. Đâu, quay để nhìn, để làm kỷ niệm chợ tình thôi. Tại vì hôm nay anh đi khắp chợ tình. Hôm nay là em đi chợ tình mà chưa thấy đứa nào xinh như con gái của chị luôn. Thật. Chị nói dối em chứ. Chị cứ nói thế em lại buồn. Anh chụp ảnh Hà Trang đây, anh cho lên Facebook nhé. Đúng rồi. Lên kênh YouTube nhé. Em ở đâu? Hả? Dạ. Em ở Lào Cai. Cái nào? Cách nào? Chị nói dối. Anh là lên TV rồi, lên nhiều lắm rồi. Đây là anh này là à... chị biết chị xem rồi. Chị xem chuốt. Nhưng mà mười học lớp 12 là Hà Trang là hai linh học 202 à? 201 à? Thế chị. Thế chị định cho con gái của chị đi học cái gì đấy? Thế là, nhưng mà Hà Trang là định học trường gì? Hả? Sao? Em bây giờ ước mơ của em là thi đỗ tốt nghiệp thôi. Tốt nghiệp thì dễ mà. Nhưng mà em cảm thấy nuôi được thì cho đi theo em nuôi. Nuôi được, ăn được bao nhiêu nhỉ? Nuôi được hết. Ăn được nhiều đấy, ăn nhiều lắm đi. Nếu mà về cái vấn đề đấy thì không phải lo. Đây là bạn Hà Trang. Bạn ấy ở chợ tình Khâu Vai. Bạn ấy xinh đẹp. Hà Trang ơi, có thể vuốt tóc của em lên một tí được không? Hà Trang rất là xinh đẹp. Hôm nay Hà Trang rất là đông khách. Hôm nay Hà Trang là đông khách nhất đấy. Đây là mẹ của Hà Trang. Một tí mà em ăn hết dứa thì em lại sang mua của Hà Trang nhá. Ok, về đây uống. Bia cũng có. Đấy làm gì? Anh vào đây, anh ngồi nuốt ở đây, anh cứ quay về đây uống nước. Thế thì một tí em cứ ngồi đây ăn hết bao nhiêu em ăn nhá. Rồi. Ăn hết bao nhiêu thì tạm biệt. Được. Nhưng mà nếu mà ăn hết cái chỗ này có khuyến mại không? Không có khuyến mại là gì luôn. Nhưng mà cho hỏi một chút là con gái của cô thì cần phải có những cái điều kiện gì thì mới gọi là tán được hả? Không? Hả? Tức là không phải do cô gì? Thế là do bạn Hà Trang gì? Vâng, có thế để em con biết.
Anh đi mà một tí anh ăn hết chỗ này anh lại ra mua chỗ Hà Trang nhá. Ờ. Vâng. Thế nếu mà ăn không hết thì có được mua không hay là? Vâng, thế cũng được. Ở đây tận lên. À vâng. Thế mà em định một tí về Yên Minh nhưng mà thế thì Hà Trang chưa về thì chắc là em cũng chưa về. Chắc là em vẫn phải ở đây để chờ khi nào Hà Trang về thì em mới về. Chiều mai về. Vâng. Ok. Thế Hà Trang bán em để anh đi một tí mà anh ăn nhanh cái này để anh còn sang đây để được gặp Hà Trang nhá. Ok, chào em. Ok, một tí mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Đây là chuyện tình cô gái. Kỳ là một cô bạn gái rất là xinh đẹp. Đang quá trộn. Im áo. Đó là của bạn này đây ạ.